Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu máy mài một tấc 25 đến từ thương hiệu Boss ha. Đây, mình có để trưng bày rất là nhiều máy trên này. Và mã sản phẩm của em này là GWF9-125 ha. Và đây là một phần tem bên ngoài phần hộp đây ha anh chị ha. Đây là một phần hộp. Đấy, rất là đẹp ha, được in rất là nhiều chi tiết. Và tem thông số và mã vạch đều được in bên ngoài ha, để phân biệt được hàng thật vàng nhái ha, mã QR nữa ha. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đây là một bộ phận mã vạch đây. Thì con này sử dụng công suất 900W nè. Đó, có để ở bên ngoài phần hộp luôn. Rồi thì đây thì có rất mình trưng bày rất nhiều máy mà mình quay cho các anh chị xem. Hàng bên mình rất là nhiều và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu. Và mình có để sẵn phần máy và những phụ tùng phụ kiện đi kèm với máy ha. Đầu tiên đi kèm với máy hãng cho chúng ta một cái catalog này và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của đến từ thương hiệu Boss ha. Tiếp theo đó là một cái ốp trắng, như anh chị thấy đây là ốp trắng rất là đẹp ha, một trắng kem, một tấc 25 đây, 125 được in chụp nổi ở trên phần ốp trắng luôn ha, rất là đẹp. Đấy, nhìn rất là cứng cáp luôn ha. Rồi bên cạnh đó là hai cái bộ khó hai bộ khó đá thôi ha. Bộ khó đá đây rất là to ha, rất là chất lượng luôn. Rồi tiếp theo đó là một cái mở khó đá thôi, mở khó đá ha. Rồi và một tay cầm phụ được làm bằng nhựa ha, cầm đây rất là vừa tay luôn. Thì con máy này nó rất là nhỏ gọn ha các anh chị ha, nên rất là dễ dàng tiện. Máy này, mã này thì rất là được ưa chuộng trên thị trường và đặc biệt là rất là được sử dụng rất là nhiều trong công trình ha. Đây là cái dòng này ha, GWF9-125. Đây là cái bộ phận đầu máy đây. Phần đầu máy thì được làm bằng hợp kim nhôm nên rất là chắc chắn, rất là bền, chịu lực, chịu nhiệt rất là tốt ha. Đây bên trên đây là cái nút để khó đá lại thôi ha anh chị ha. Đấy, khó đá lại thôi. Rồi hai bên phần máy thì đều có cái bộ phận gọi là gắn tay cầm phụ ha. Đây để mình gắn thử cho anh chị xem. Gắn được hai bên luôn nha. Cho những anh thợ mà sử dụng á, phần tay nào thì mình gắn ở bên tay đó ha. Rồi công tắc thì công tắc trượt ngang thông ha. Tem logo thì được in dập nổi đây ha, được dán dập nổi đây ha, rất là đẹp ha. Bên cạnh đó thì bộ phận tem chống hàng giả 7 màu và tem bảo hành online đây ha. Đây ở trên này đây ha các anh chị ha. Đấy, hàng chính hãng Boss ha. Rồi bên mình thì cung cấp toàn bộ là máy chính hãng hết, không có máy nhái đâu anh chị ha, yên tâm. Rồi đây phía sau của máy đây, đuôi máy đây sử dụng nguồn điện thì 2.2 rồi. Và dây chấu thì như các anh chị thấy thì cũng khá là dài ha, này khá là dài luôn, rất là dài. Rồi tiếp tục tới phần bên hông của máy nữa thì nó sẽ có một cái bộ phận tem gọi là tem in thông số kỹ thuật này, in số series máy này ha. Và máy này thì được xuất xứ tại Germany ha các anh chị ha, nên chất lượng máy rất là tốt. Đó, dòng Boss, thương hiệu Boss thì nó thường là những cái nơi sản xuất sẽ khác nhau, tại vì những cái đất nước mà có cái vật liệu đó phù hợp với cái máy này ha, thì hãng sẽ đặt nhà máy ở đó và sản xuất thôi ha anh chị ha. Đây Germany. Rồi tiếp tục thì bộ phận tem in thông số kỹ thuật thì có in rõ trên này đây, để mình zoom lại rõ cho anh chị xem. Đây GWF9-125 ha, mã máy sử dụng điện 220 này ha, HZ thì 50-60 HZ đây. Đấy. Và sử dụng đường kính là 125 đây. Và bên cạnh đó thì công suất đạt tới 900W ha, vòng tua lên tới 1100 vòng trên phút ha anh chị ha. Đấy, vòng tua tới 1000 phút. Và máy thì thân máy rất là đẹp. Đó, thân máy thì đều là các logo Boss này, nhỏ này ha, để chống hàng giả này anh chị ha. Đấy, máy cầm rất là đầm tay, cầm rất là vừa bàn tay ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng thông dụng, sử dụng đường kính đá 1.25. Máy rất là nhẹ ha, nên rất là dễ dàng đi sử dụng lâu, không bị sợ mỏi tay đâu anh chị ha. Bề mặt phần thân vỏ đây thì được làm bằng kết cấu bằng nhựa cao cấp đến từ Boss và có độ nhám nhất định để chúng ta cầm nắm không sợ chân dịch tay khi mình sử dụng dính mồ hôi tay hoặc là dầu nhớt ha. Không bị trượt, không bị sợ trượt ha anh chị ha. Rồi máy rất là đẹp rồi. Đó thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị các bạn một cái bộ ha, gọi là bộ máy mài ha,
cùng với màn 1T25 của thương hiệu Boss với mẫu sản phẩm là RX19-125 ha. Rồi thì nếu anh chị và các bạn có muốn quan tâm tới sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại chỉ cập đường link website dưới phần video ha. Mình sẽ có bộ phận kỹ thuật và bộ phận thông báo báo hàng ha, báo giá thì mình sẽ để ở dưới phần link ở dưới phần video ha các anh chị ha. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem video lần này của mình. Nếu các anh chị thấy hay thì cho mình một like, một subscribe để có động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác ha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.